Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thuật toán về cái tool hack tài xỉu nha anh em. Và cũng chia sẻ cho anh em về một cái số cách để chúng ta chơi tài xỉu nha. Thứ nhất á, mình sẽ nói về cái vấn đề là tool hack tài xỉu. Thì hiện tại mình thấy ở trên các trang mạng như Facebook, YouTube và TikTok nha anh em, nó đang quảng cáo rất nhiều những cái tool hack tài xỉu. Thì anh em nào mà xem được video này á, có thể tỉnh ngộ ngay luôn nha. Thì những cái tool hack đó hoàn toàn là lừa bịp hết nha anh em, không có thật nha. Kể cả là tool hack web hoặc là Baccarat hay là chơi bất cứ cái trò nào đi chăng nữa nha. Hoặc dù cho anh em đi chơi web đi chăng nữa luôn, không có cái gì gọi là tool hack nha. Những cái đó hoàn toàn nó gây dựng cái video lên để mà nó dụ cái người mua anh em. Đến khi mà người ta mua thì lừa, bị lừa anh em. Nó sẽ có cách để mà nó lừa tiền chúng ta. Thì lúc trước mình cũng đã có thằng em nó cũng đã bị lừa về cái vấn đề mua tool hack tài xỉu bên Trung Quyên như này. Tới lúc mua anh em, nó sẽ đợi tới cái địa điểm mua luôn. Nhưng mà khi mua xong về nhà thì lại chơi không được nha. Nhưng mà có lúc trực tiếp soi á thì tay nào cũng đánh ăn hết nha. Nhưng mà nó không cho đánh ăn tiền, không cho đánh bằng tiền thật nha. Nó chỉ đọc cho chúng ta đúng hay không thôi, chứ không có đánh tiền thật nha. Đến khi đem tool về, hình như thằng em mình mua cái tool nó khoảng tầm là 20 củ anh em. Nói chừng mua giờ này đâu chơi được anh em, đâu hoạt động được gì đâu. Thì mới biết bị lừa. Thì gọi cho tụi nó, thì tụi nó chửi mình đó anh em, nó chửi lại luôn, nó chặn luôn anh em. Mà đâu biết địa chỉ ở đâu đâu. Nó ở chung cư không mà làm sao mà biết được. Mà những thằng nó nhìn nó bợm lắm anh em ơi, nó giang hồ lắm. Bởi vì anh em nào mà thua tha mà tìm đến tool hack mà xem được video này của mình thì nên dẹp lên cái mộng tưởng đó nha, không có thật nha anh em. Nếu có thì nó ca kéo cả nhà nó chơi rồi, chứ không đến lượt mà nó bán đâu, đúng không? Mà mình thấy nhiều anh em vẫn bị lừa rất nhiều, nên mình làm chi cái video này là chia sẻ cho anh em biết nha. Chỉ có là chúng ta tự chơi tự lực cánh sinh thôi. Còn nếu anh em nào mà có thể mà mạnh mẽ thì có thể là bỏ luôn, chấp nhận hết thua hết tiền đi, rồi chúng ta bỏ chơi luôn, đi làm ăn gầy dựng ngay từ từ nha. Chứ đừng nghĩ chơi này dễ ăn tiền, anh em phải chịu khó, anh em phải có vốn thì anh em mới chơi ăn được tiền, và anh em phải có cách chơi, thuật toán chơi, khung giờ chơi. Ví dụ như mình chơi quen hũ đi, thì mình sẽ lựa những khung giờ mà ít người chơi thì nó mới dễ nổ, và cái thời lượng mình chơi cũng là gọi là thuật toán chơi đó nha. Thực toán chơi cái này á thì mới đầu tiên vô 5 đến 10 phút thì nó sẽ dễ kiếm lãi, game nó sẽ nhả cho chúng ta ăn nha. Nhưng mà từ 10 phút trở về sau thì tỷ lệ thắng của anh em nó sẽ giảm dần xuống. Thì dù lúc đó anh em có chơi giỏi như thế nào thì anh em cũng càng về lâu anh em lại càng thua thôi, không thể nào thắng mãi được nha. Bởi vì anh em cứ hiểu thực toán đó cho mình. Thứ nhất, anh em muốn chơi tài xỉu á thì anh em phải biết cách bắt cầu, học hỏi cách bắt cầu á. Thì anh em chơi game gì, anh em thích game gì thì anh em có thể là tìm về cái học hỏi cách bắt cầu game đó, khá là đơn giản thôi. Còn game này cao win thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cái cách chơi tài xỉu cao win rồi đúng không? Nó cũng khá là đơn giản và mình cũng đã chơi khá là nhiều video cho anh em xem rồi. Anh em chỉ áp dụng theo và kiếm lãi thôi. Mỗi ngày chơi thời lượng khoảng tầm 5 đến 10 phút là được. Hoặc là đánh 10, hoặc là quy định đánh 15 tay hoặc là 10 tay đảo lại thôi. Đừng có chơi nhiều quá. Còn anh em nào mà có vốn to to tí muốn chơi quen hũ á thì xem lại những cái video của mình, xem những video nổ hũ của mình nha. Thứ nhất là mình chơi ở khung giờ ít người chơi là 12 giờ trưa và 12 giờ đêm nha. Và cái thời lượng mình quay nó chỉ vỏn vẹn là trong tối đa là 10 phút thôi, mà có lãi là mình sẽ nghỉ này. Nói như hiện tại mình quay 12 giờ trưa này nè, lên được 20 củ anh em thấy đỉnh chứ, vốn 12 triệu á vô quay tí lên này. Còn những khung giờ khác hầu như mình quay thì chỉ thấy thua thôi nè. Nó mình chỉ chia sẻ đến cho anh em hai cái vấn đề đó thôi nha. Thứ nhất là tool hack tài xỉu hoàn toàn là không có thật nha. Thứ hai thì anh em nào mà chưa chơi game thì có thể tải là không chơi, hoặc nếu mà anh em nào đang thua tha muốn gỡ thì có thể học theo những cái phương pháp và cách chơi của mình thôi. Vốn ít thì cứ chơi ít từ từ gầy vốn lại, anh em có vốn to thì cứ chơi to, khá là đơn giản, có gì đâu mà phải tìm đến tool hack nữa để cho bị lừa đúng không? Mình thấy khá nhiều anh em bị lừa nhé.
Để đang hơn nên em vô siêu xe quay thử. Đang hơn nè, vô cược 4 cửa luôn nè. Cửa trên nha, cửa dưới 5 mà mình không có cược đâu. Mình chỉ chơi cửa trên thôi. Đang lãi của nó là hơn 6 triệu mà, vô chơi đi. Chơi vài tay thôi, không ăn thì nghỉ. Còn 800 nè, tay này tay sau đánh 800 mỗi cửa 200. Tay này thua thì tay sau đánh mỗi cửa 200 mà nghỉ. Thua rồi. Vậy ít 5, nhưng mà tỷ lệ nó vậy ít 5 khá nhiều. Nhưng mà anh em nào có thể mà chịu mà tìm hiểu thì chúng ta có thể lược bỏ những cái ít 5 đi. Bỏ tầm 4-5 tay vậy đó, rồi chúng ta vô. Thì cái tỷ lệ trúng cái cửa trên nó sẽ khá nhiều. Mà đừng nên gấp thép ha. Anh em cứ đánh đều tay thôi. Tại tay này mình thích thì mình đánh 200 mình nghỉ thôi. Chứ đừng có bắt chước kiểu này, gấp thép là nguy hiểm lắm. Ừ. Ui trời ơi, tưởng nó được ít 20 rồi anh em ơi. Kỳ vãi này. Thôi nghỉ. Lãi còn vẫn còn lãi 6 triệu ngon rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em nha.